Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp nhau trên kênh News 24 giờ. Hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Fan cam cá nhân của các idol K-pop vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với fan. Qua fan cam, nhan sắc, khả năng trình diễn của thần tượng cũng được thể hiện rõ nét, điều mà những video sân khấu hoàn toàn khó lòng có thể trọn vẹn được. Mới đây, trên diễn đàn The Cool của Hàn Quốc đã liệt kê 10 idol sở hữu những fan cam đi vào lòng người nhất. Video cá nhân trên sân khấu của họ luôn được fan đón nhận nhiệt tình nhờ thần thái đỉnh cao, năng lượng sân khấu bùng nổ, góp phần tạo ra những sân khấu mãn nhãn. Jimin của BTS. Fan cam của Jimin luôn có số view cao ngất ngưởng và thường xuyên lọt top video cá nhân có nhiều lượt xem nhất. Điều này phần nào thể hiện sự yêu thích của công chúng dành cho nam idol. Fan cam của Jimin luôn tạo cảm giác mãn nhãn vì biểu cảm và những bước nhảy thần sầu của anh luôn được thể hiện vô cùng rõ nét. Jungkook BTS. Fan cam của Jungkook được săn đón nhiệt tình chẳng kém người anh cùng nhóm là Jimin vì chứa hai yếu tố làm nên sự nổi tiếng của nam idol: visual tuyệt mỹ và tài năng hoàn hảo. Qua fan cam, các bước nhảy điêu luyện nhưng đầy uy lực của Jungkook được khắc họa rõ nét, điều những video sân khấu cá nhân không thể nào làm được. Fan cam cá nhân còn là nơi thể hiện rõ nhất tài thiên biến vạn hóa của em út BTS, khi thì anh sexy quyến rũ, lúc lại năng động và đáng yêu. Do đó dễ hiểu vì sao video cá nhân của Jungkook luôn thuộc hàng top view cao trong K-pop. Seulgi của Red Velvet. Seulgi không phải thành viên được boost nổi bật trong Red Velvet dù cô nàng có thần thái đỉnh cao, khả năng nhảy đứng đầu nhóm. Do đó, người hâm mộ chỉ có thể ngắm nhìn nữ idol trọn vẹn qua các fan cam, và fan cam của main dancer Red Velvet chưa bao giờ làm công chúng thất vọng khi những video này lột tả đầy đủ những bước nhảy đầy mê hoặc và thân hình hoàn mỹ của Seulgi. Một trong những fan cam nổi tiếng nhất của Seulgi chính là màn trình diễn Rookie vào năm 2017. Nữ idol không chỉ gây bão cộng đồng mạng vì vũ đạo đẹp mắt, mà còn bởi cách cô nàng khéo khoe cơ bụng số 11 sau chiếc crop top nửa kín nửa hở khiến người xem khó lòng rời mắt. Hoshi của Seventeen. Fan cam của Hoshi đi vào lòng người vì anh luôn dốc 200% sức lực trên sân khấu. Hoshi là trưởng nhóm performance unit nhỏ trong Seventeen, kiêm vũ đạo chính của nhóm nên mỗi lần lên sân khấu, anh luôn biết chính xác cần phải làm gì để đem lại những tiết mục tràn đầy năng lượng. Sự tự tin đó đã được thể hiện qua chuỗi fan cam cá nhân vô cùng mãn nhãn và đáng xem của anh. Jihyo của Twice. Nét hấp dẫn trong kho tàng fan cam của Jihyo chính là năng lượng tích cực cô nàng mang lại, đem đến cảm giác hào hứng cho người xem. Cứ lên sân khấu là trưởng nhóm của Twice lại dốc hết 200% sức lực. Cô ghi điểm nhờ nhan sắc xinh đẹp và khả năng ca hát ngày một tiến bộ, qua đó khẳng định vị trí main vocal và tầm quan trọng của mình trong nhóm. Sana của Twice. Thành viên người Nhật của Twice cũng là một trong những nữ hoàng fan cam K-pop khi mà rất nhiều video sân khấu của cô nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng. Tất cả đều nhờ vào visual đỉnh cao của Sana. Nữ idol nổi tiếng xinh đẹp, nhưng cứ lên sân khấu là cô nàng lại tỏa ra năng lượng thu hút đặc biệt, đến mức gần như tỏa sáng. Đã thế, Sana lại còn sở hữu thân hình sexy với số đo 3 vòng cực chuẩn. Bảo sao ai xem fan cam của cô nàng cũng chẳng muốn rời mắt. Taeyong của NCT. Trong một nhóm nhạc đông dân như NCT thì chỉ có fan cam mới lột tả được trọn vẹn thần thái và kỹ năng vũ đạo đỉnh cao của Taeyong. Những bước nhảy của nam idol sinh năm 95 mang hào quang của sự thanh lịch và duyên dáng, nét hiếm có khó tìm trong ngành công nghiệp K-pop, cộng với combo nhan sắc đỉnh cao, dễ hiểu vì sao fan cam của Taeyong luôn được săn đón hàng đầu nhóm. Rose Blackpink. Rose là thành viên của Blackpink được K-net lựa chọn có fan cam đi vào lòng người nhất. Cứ lên sân khấu là Rose thôi miên khán giả bằng mái tóc dài bồng bềnh, trang phục sân khấu lấp lánh nổi bật, khoe trọn thân hình siêu thực, giọng hát đẹp và những bước nhảy duyên dáng uyển chuyển. Yuna của ITZY. Mỗi khi ITZY biểu diễn là fan cam của Yuna nhanh chóng gây bão trong cộng đồng fan K-pop vì nhan sắc trẻ trung tươi sáng và khả năng trình diễn ấn tượng. Năng lượng tích cực của nữ idol thể hiện rõ nét qua cách cô tận hưởng sân khấu, từ đó đem lại cảm giác mãn nhãn cho người xem. Còn bạn thì sao? Bạn có đồng ý với danh sách này của Knet hay không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé.